nhiều thử nhiều thử dán dán phim thì không dán được keo, không dán được PPF, không dán được đổi màu. Còn nhiều thử dán đổi màu tốt, dán PPF tốt, dán những cái thứ này rất tốt này, nhưng mà dán phim không có được. Còn như mình thì được cái là được cả hai. Ok, xin chào mọi người, thì tiếp tục mọi người trở lại với chương trình là xe mới thì nên làm cái gì. Mình thì xoay quanh chủ đề này thôi nha. Chủ đề này thì có thể xuyên suốt và được rất nhiều sự quan tâm của tất cả mọi người. Thì hôm nay tiếp tục là mình sẽ lên tiếp với một con Creta mới đập hộp nha mọi người. Thì xe mới thì cái câu chuyện là quan tâm nhất vẫn là câu chuyện bảo vệ nước sơn zin. Phương án bảo vệ nước sơn zin hiện tại mà đẳng cấp nhất là vẫn là dán PPF full xe nha mọi người. Xe nào cũng vậy, dán PPF là nó chưa bao giờ gọi là lãng phí cả. Okay. Đây, hiện thân là một con Creta vừa đập hộp đến từ mảnh đất Tây Ninh nha mọi người. Thì đối với Creta này thì phương án đầu tiên đưa ra là phương án bảo vệ sơn zin bằng PPF này. Thứ hai nữa, một hạng mục mà không thể thiếu đó là phim cách nhiệt. Đây, mình đang chuẩn bị làm phim cách nhiệt. Thì đối với hạng mục phim thì xe này thì chủ xe chốt cái gói là full xe mắc của Hàn Quốc nha mọi người. Phim này thì mình làm rất là nhiều, mọi người có thể tham khảo tại kênh TikTok của shop Đề Can Bình Dương á, hoặc là các nền tảng giống như là trang Facebook của Đề Can Bình Dương, mình hay đăng review nha mọi người. Còn đối với YouTube thì có thời gian thì mình trao đổi nó nhiều hơn. Còn tất cả những cái video short, video về TikTok thì mình trao đổi nó không được sâu như thế này. Đây là mình đang làm cái hạng mục đầu tiên là mình làm phim cinemax của Hàn Quốc. Cái gói này thì thường thường mình làm kính lái là mát 50, còn toàn bộ này là mà mát 10 nha mọi người. Đối với phim phim cách nhiệt á, là một trong những cái hạng mục gọi là không thể thiếu đối với xe hơi. Xe hơi mà không có phim cách nhiệt thì thua. Chống tiêu về tiếng, chống tiêu cực tím tới 99%, bảo hành 15 năm, bảo dẫn liền 15 năm nha. Và tổng cản nhiệt đối với mát 50 kiếng lái, còn mát 10 kiếng sườn này tổng cản nhiệt nó tới 92% lận, bao mát luôn nha mọi người. Thì bên mình thì đa số là hạng mục chính của Đề Can Bình Dương hiện tại là dán PPF bảo vệ sơn zin và dán phim cách nhiệt. Thì hiện tại thì bên shop có tất cả các cái dòng đủ loại phim giống như là 3M Crystalline và Cinemax của Hàn Quốc. Thì đây là hai dòng phim gọi là chống nóng cách nhiệt tốt hiện tại và rất là chất lượng nha mọi người. Trước đây mình làm hai bánh là phần lớn nhờ. Mà nay chủ yếu là xe hơi, đây em quay một vòng cho mọi người xem. Hôm nay mình đang làm 3 xe luôn nha mọi người. Đang làm 3 xe lẫn. Còn Everest đó thì làm PPF. Con này thì làm full PPF, full phim. Còn con CX5 trong kia nữa thì mình làm bữa trước mình dán PPF rồi. Hôm nay khách qua dán phim nữa. Mình quay clip lên thì mọi người có rất nhiều thắc mắc về cái việc dán phim thì dán trong hay là dán ngoài. Phim cách nhiệt là mình dán bên trong nha mọi người. Nhưng mà phía ngoài này, bản chất cái kính nó vòm, nó bị vòm, nó bị cong. Thành ra là mình phải lấy gọi là như mình gọi là lấy ni á, gọi là lấy khuôn bên ngoài nha. Mình thấy cho nó ra hết rồi, xong rồi mình lấy khuôn mình vô bên trong mình dán. Đó, cho nên là mọi người đừng có thắc mắc là tại sao lại chỗ thì dán bên ngoài và chỗ thì dán bên trong nha. Dán bên ngoài lấy khuôn nha mọi người ơi, lấy khuôn nha, lấy ni. Đấy, xong rồi sau đó chút nữa mình mới vào bên trong mình dán. Thì cái này đó, sau khi mình thấy như thế này nha mọi người, thì mình lấy ni, gọi lấy ni. Chút nữa mình vào bên trong mình dán thôi. Dán phim thì nó vậy. Đấy nha mọi người, thì sau khi mình thấy bên ngoài xong đây, dán phim như thế này thôi. Và bên trong ỉ lên thôi nha, ỉ lên là vuốt thôi. Đấy, ỉ lên là vuốt thôi là xong rồi à. Phim thì nó cũng nhưng mà nó khó đấy, nó là một cái phương diện khác. Học nha, cái này phải học. Thử thầy phải học đàng hoàng chứ tay ngang không làm được. Phim không phải tay ngang là vào lập đâu. Ok, vậy thôi. Vậy là mát rưỡi liền. Dán PPF là như thế này nha mọi người. PPF là mình dán chưa hỗn hợp cái gen của nhà sản xuất PPF đưa ra, kết hợp tỷ lệ với Johnson Baby. Dán nó bởi vì đặc điểm cấu tạo chân keo của nó khác so với cái dòng PVC, cho nên là dán không thể dán khô nha mọi người. Đó là bằng hỗn hợp, bằng dung dịch. Đấy nha mọi người, thì phương án là PPF hiện tại bên mình thì hầu như là đa số là tháo gấp mít kiểu này. Ví dụ giống như con Creta đây này, Creta nó có hai bựng sau này, tháo bình thường ạ. Tháo ra đi như thế này cũng được, còn đi tháo vừa phải được, xong mình dán mình gấp mít vào. Cảm giác giống như con CX5 trong kia kìa. Hầu như là dán xong rồi chủ xe bảo là
giãn như chưa giãn. Thì đây là một trong những phương án mà mình làm nghề được năm nay năm thứ 11 rồi. Thì một trong những phương án gọi là nó chất lượng nhất so với tất cả các phương án về cái ngành dán PPF, dán keo này. Còn dán phim là một ngành riêng nha mọi người. Dán phim là một cái đẳng cấp riêng ấy. Dán phim thanh nhiệt nó không liên quan đến dán keo đâu. Nhiều thử dán phim thì không dán được keo, không dán được PPF, không dán được đổi màu. Còn nhiều thử dán đổi màu tốt, dán PPF tốt, dán những cái thứ này rất tốt này, nhưng mà dán phim không có được. Còn như mình thì được cái là được cả hai. Mình là được cả hai nha. Thật đẳng cấp ấy. Thì mình gấp mí vào như thế này nha mọi người đấy. Là cái tấm này là giống như là dán xong rồi như chưa dán. Dán rất đích. Ok. Đây là một trong những phương án tốt nhất hiện tại đấy. Còn thường thường ấy, mình dán bằng cắt CNC nha mọi người. Cắt CNC thường thường là nó sẽ nằm ở mép này. Đấy, thì xe màu trắng thì mình di chuyển nhiều. Đối với những, em nói luôn là đối với những siêu xe á, thì anh em ít đi hoặc là xe trưng á, thì dán cắt theo phương án CNC vẫn là tốt nhất. Ok, bởi vì nó không phải tháo, không phải đụng gì đến đồ xe cả. Còn đối với những cái xe mà mình di chuyển nhiều, xe để sinh ra tiền, xe để phục vụ nhiều á, thì phương án này vẫn là theo mình là một phương án tốt nhất hiện tại. Và đây là sản phẩm mà Creta sau khi hoàn thiện nha mọi người. Với một con xe mới thì điều cần thiết đó là bảo vệ nước sơn zin bằng PPF hoặc là bằng ceramic. Nhưng mà giống như mình hay lên clip á, thì ceramic hiện tại là phương án đã bị loại bỏ nha. Thì phương án bằng PPF vẫn là một phương án đẳng cấp nhất hiện tại. Chất lượng đúng như tỷ đồng tiền bỏ ra. Và đối với xe này thì đây, bàn về phương án PPF hay phương án thao gấp mí như thế này, dán như chưa dán như thế này là một phương án cực kỳ hợp lý và cực kỳ chất lượng. Nên bên shop hiện tại thì phương án này đang sử dụng rất rộng rãi trên tất cả các loại xe và shop nhận. Ngoài ra thì xe này sử dụng gói phim cách nhiệt Cinemax của Hàn Quốc. Đây, em quay vào đây luôn. Gói Cinemax này thì ví dụ mà này mà mắt 10 nha mọi người. Nó đen, bên ngoài nhìn vào không thấy và bên trong nhìn ra thấy rõ, tạo ra cảm giác riêng tư và cực kỳ mát mẻ. Và cái màu của Cinemax thì nó cực kỳ đen nhưng mà nó đen sâu á mọi người. Đen rất là sâu, nó giống như nước sơn á. Rất là đẹp. Thì con này thì mình phối tổng thị, phối nóc sườn gương tay nắm là màu đen PET Panorama, còn toàn bộ là mình dán PPF. Ngoài ra đây, quay đây, cái này quay nha. Ngoài ra thì chủ xe yêu thích màu mè cho nên là lên một bộ led nội thất luôn. Nội led này thì nó 22 chi tiết nha mọi người, thay đổi màu tầm 280 chế độ và sử dụng bằng app điện thoại. Thì chút nữa mình quay sau nha. Tiếp đến nữa, cái món này là món ăn chơi thôi. Món này thì gọi là thích thì làm thôi, không cần thiết. Một bộ như thế này thì mình thi công giá tầm 5 triệu cho nên là cũng rất nhiều để chơi. Thích thì làm nha, còn không cần thiết. Còn đối với một con xe mới cần thiết thì đó, phương án bảo vệ nước sơn zin bằng PPF này, dán phim cách nhiệt, hai cái cần thiết nhất cho xe hơi, xe mới hiện tại. Còn tới cả các món giống như là led nội thất này, và đây LPL một Rambo. Hai món này là hai món ăn chơi nha mọi người. Mọi người thích thì mọi người làm thôi. Còn mình gọi là cái món này là món không cần thiết cho xe hơi á, chỉ là tăng thêm đồ đẹp và tăng thêm đồ sở thích riêng cho mọi người thôi. Ok. Cuối cùng thì mình xin tiếp tục thay mặt shop Đại Ca Bình Dương xin gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả mọi người luôn quan tâm và đồng hành cùng Tem trong suốt một khoảng thời gian rất là dài. Thời điểm hiện tại thì Đại Ca Bình Dương tiến trình lên xe hơi rất là nhiều. Hàng mục xe máy thì shop vẫn làm nhưng mà nó ít hơn so với hàng mục xe hơi, cho nên là rất mong được sự đồng hành của tất cả mọi người trong thời gian tiếp theo ạ.